Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Quảng Trị, nặng nhất là ở huyện Triệu Phong. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch tả lợn châu Phi lây lan. Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong là địa phương bị dịch tả lợn châu Phi nhiều thứ hai trong huyện. Hiện xã có 24 hồ nuôi với gần 60 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi cách đây 10 ngày là nhà tôi có chết một con rồi nhưng mà trong nhà tôi bốn con bốn con cho nên có cách ly được thì tôi cũng phun thuốc phun vối cho đang hoang nhưng mà vẫn chết em phong đầy đủ rồi trước đấy thú y xã chết đang hoang rồi hiện tại thì uh, dịch tả lợn châu phi uh, đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh quảng trị theo các ngành chức năng cho biết thì uh, đợt này heo chết rất là nhanh và do cái virus là mạnh nên là gây ra heo chết nhanh bên cạnh đó là các cái nốt xuất huyết trên heo là không hiển thị và máu không đông đặc biệt là các nội tàng của heo là bị phá hết hoàn toàn. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 22 xã thị trấn trên 165 hồ nuôi lợn bị dịch tả lợn châu phi với trên 750 con lợn bị tiêu hủy ở địa bàn năm huyện thị xã. Riêng huyện Tiểu Phong đã có 16 trên 18 xã bị dịch tả lợn châu phi, hơn 140 hồ nuôi và hơn 700 con lợn bị tiêu hủy. Được cái nguồn 300 lít của tỉnh là hiện nay là hỗ trợ cho các xã thị trấn vui khoảng độ 10 tấn. Chúng tôi đang tham mưu ủy ban huyện hỗ trợ thêm 300 lít hóa chất và thêm 4 tấn vôi để tiến hành tiêu độc Giai đoạn này thời tiết nắng mưa thất thường nên nguy cơ dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng là rất cao. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng ở Quảng Trị, người dân cũng cần nâng cao ý thức cũng như có phương án xử lý, đặc biệt là vấn đề chăn nuôi theo hướng an toàn, khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn.